Đây là cái vòi nước mà của mấy ông thợ làm nha. Từ cái T sẽ đi lên đây là thêm một cái co. Đó, co này co 27, và thêm một cái phá 27, và thêm một cái co 27 nữa, và gắn đây thêm một cái ống ống nữa. Mình cắt phải là một đoạn nè, hai đoạn nè, ba đoạn nè, bốn đoạn. Rất là phức tạp nha cả nhà. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho cả nhà từ một cái ống 27 là 6 tấc nha. 2 4 6 tấc thì mình sẽ hồ biến thành cái hồ vòi nước. Đây là sau khi hoàn thành rồi nha cả nhà. Nhìn cái vòi nước không? Nó liền từ trên xuống dưới chỉ qua một cái co như vậy. Mình mở nước ra, đó là mình xài. Nước chảy rất là mạnh nha, cái này tăng áp lực nước cho nhà mình xài sử dụng luôn. Mình muốn là làm được cái vòi nước như vậy á thì trước tiên mình á là cần làm một cái sử dụng một cái ống 27 nha cả nhà. Ống 27 nè, phản là 3 gang tay, 2 gang nè, 3 gang nè, 2 gang mấy, 3 gang cũng được. Mình sẽ tiến hành mình uống cho nó cong lại được như cái vòi nãy á. Nhưng mà cái cách uống á, làm sao mà nó quan trọng nha. Thì mình sử dụng bếp ga nè, mình hơ cái lửa mình đốt, mình uống. Bình thường á, mình uống mình bẻ ngang lại gãy à. Nó sẽ bị cóp lại, anh có cái cách uống rất là đơn giản thôi. Thì mình uống là mình sử dụng là một á, là mình sử dụng cái ống ruột gà nè. Các nhà biết cái ống ruột gà mà đi đường dây điện trong nhà không? Đó, cái ống nào mà đút vô vậy là được, vừa là được nè. Đó, hoặc là cái ống mà 21. Đây 21 thì đút nó đút vô 27 nó vừa nè. Ống nào cũng được nha. Nhưng mà mình bữa nay mình sẽ uống thành bằng ống ruột gà. Ống này cũng được, ống này cũng được. Nhà ai có cái nào mình sử dụng cái đó. Mình sẽ tiến hành mở bếp ga lên, mình hơ cái ống này mình uống nha. Hơ lại cháo mềm anh. Đúng rồi. Đó, mình hơ như nè, mình hơ lửa cao cao cho nha. Đây, đó, mình hơ lửa nè cho nó mềm lại. Rồi mình uống là được. Mà biết sử dụng ống này để làm chi không? Bây giờ hỏi Liên Ngô là Liên Ngô thua rồi nó. Nhớ nha, mình để lửa trên cao cao nha, chút xíu là mềm lại. Mình uống là co khoảng ở đây là mình bỏ lên một tấc nha. Hai tấc là một gang, mình nắm từ miếng này nè. Đó, mình hơi từ miếng này trở đi rồi là mình uống. Mấy cái vòi nước ở nhà mình đang xài á, mình có thể là thay thành cái thứ này được hết. Mà mốt mà thấy mà mấy ông thợ á mà làm cái ống như kiểu nhà mình á thì cả nhà làm theo kiểu mình đi. Bảo đảm luôn. Đúng rồi, cái này là dùng để làm cái co nước rửa chén vẫn được luôn. Đó, cái vòi nước rửa chén cũng được, hoặc là những cái co mà để dành mình xài á, như cái vòi nước ga đặng đựng hứng này nọ đó đều được hết. Đây mình hơ cho nó mềm nha. Đây nếu bình thường á mình hơ mềm á, bẻ co lại nó gãy liền, không bao giờ uống được. Đây đó. Mình để lửa nhỏ nhỏ ra mình hơ vậy nè. Chưa 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 chưa. Đây đó. Mình hơ vậy nè cho nó mềm nha cả nhà. Mình xay đều vậy nè thì nó đây, thí dụ mình bẻ co vậy là gãy nè cả nhà, thấy không? Đó, ví dụ mình bẻ co chỗ nào, bất cứ kẻ co chỗ nào không bao giờ được, nó sẽ gãy hết. Nhưng mà mình chút xíu mình sẽ luồn cái ống này vô là nó sẽ không bị gãy nha. Đây mình hơi cho nó mềm. Đây nó mà được mềm như vậy nè, nó lặt quạt đi nè, cái làm thấy không? Nó lặt quạt như vậy nè thì mình nó sẽ tiến hành mình luồn cái ống ruột gà vô. Nhớ nha cả nhà, phải cho nó mềm thiệt mềm nha mới được nha. Rồi ok, đây mình sẽ luồn cái ống ruột gà vô nè, nó luồn vô rồi mình sẽ bẻ co. Mình muốn bẻ co kiểu nào mình bẻ đó, thấy không? Đưa cái ống ruột gà vô là mình bẻ sao bẻ. Thường thường á là mình bẻ đây, ở ba đây mình qua đây hơn một gang đó, mình bẻ được như vậy nè là được nha. Đây đó. Sau khi á là mình bẻ co được rồi á thì mình tưới nước lên. Đây, tưới nước giống lên. Mà định hình được rồi. Đúng rồi, định hình lại là tưới nước lên. Đó. Rồi ok, là nó sẽ giữ được cái vòi mình đi gan vậy luôn để mình xài. Đó, bây giờ mình sẽ rút cái ống này ra nè. Đó, rút ống ruột gà ra bỏ. Đây. Thấy không? Thành được cái vòi co rồi đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn vô cái vòi nước kia là mình sử dụng được rồi. Sau đây mình sẽ gắn vô nha cả nhà. Thì mình sẽ sử dụng keo. Đó. Mình chỉ cho cả nhà mà thay thế từ cái vòi này nè qua thành vòi này luôn nha. Đây mình sẽ chích cho một miếng keo trong này nè. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái vòi này lại. Đây đó. Xây cái chiều nè cho nó ngang nha, để mình mở nó cho nó dễ. Rồi ok, thì cái vòi mình thường thường là thay vì mình sử dụng cái vòi nè, nhìn thấy không có đẹp phải không? Mình sẽ thay vô cái vòi này đó, mình sẽ đo cái đầu nè ra cho nó bằng đầu này. Đó, thì nó ngang đâu á là mình sẽ cắt ống này nghe đó. Đây, đây là Liên Ngô. Đó, đây, mình sẽ cắt ngang đây nha. Đây ngay chỗ này nè. Đó.
mình thay ra mình rồi mình gắn vô thôi. Đây đó, mình sẽ cắt ống này ra rồi mình gắn cái này vô, mình sẽ gắn cái tha keo vô đây, mình sẽ dán lại là nó ok rồi. Sao thấy làm cách này tiện quá ta? Đúng rồi, không có cần co, không có cần gì, mấy ông thợ làm nó cao mờ lu bu thấy không? Đó, đây mình đưa vô nè. Đó, mình gắn. Rồi, ok. Đó. Ok, đó. Đây, mình sẽ gắn dính như vậy nha cả nhà. Thì bây giờ mình á làm xài là mình xả nước xài. Thay vì á là theo mấy ông thợ là đưa những cái co như vậy nè. Đây, nhìn đây tốn một khúc ống nè, đây một khúc nè, đây một khúc nè, đây một cái phá nè. Tốn thêm hai cái co nữa nè. Đây hai cái co nè, mình mua rất là cũng tốn tiền mà. Đây, nó thay vì như vậy mà bây giờ như vậy nè. Thì thấy nó im không? Đúng rồi. Đó, bây giờ mở nước ý ơi, thử anh xả nước ra cho coi. Đây, bây giờ mình sẽ xả nước cho cả nhà coi nè. Thấy không? Cái này. À, cái này nước ra mạnh hơn cái kia luôn. Đúng đó, nước ra rất là mạnh nhưng mà nhìn thấy không? Nó co nó rất rất là đẹp luôn. Đây là sau khi mình đã hoàn thành cái sáng chế của mình, sửa từ cái van nước như vậy. Đó, thành cái van nước như vậy nha cả nhà. Cả nhà thấy mẹ mình có hay có hết á, nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Nhà mà đang sử dụng cái co kiểu này, thay đi. Ở trên này nó nặng lắm nè, ở trên này nó rất là nặng cầm ơi. Nó nặng lắm, nó bị lặt quặt ngay chỗ này nè. Còn ở đây mình sử dụng cái co là ở trên này nó rất là chỉ chắc chắn. Cái ống thôi. Đúng rồi, mình chỉ một cái ống, một cái van mà nói từ dưới lên luôn là xong.